hé lộ bí ẩn về khu vườn hình học khổng lồ ở cao nguyên Nazca. Tại sa mạc Nazca ở Pampas Yayumana, miền nam Peru, có một khu vườn hình học với rất nhiều hình vẽ khổng lồ kỳ lạ mô tả các loài vật, con người, những đường kẻ thẳng và hình học đơn giản. Hình vẽ lớn nhất có chiều dài gần 300m. Chúng được tạo ra bằng cách đào bởi lớp đá cuội oxit sắp phủ trên bề mặt sa mạc Nazca, bởi nền văn hóa Nazca tồn tại ở khu vực này từ khoảng năm 200 trước công nguyên tới năm 600 sau công nguyên. Khi đá sỏi bị đào đi, đất sáng màu dưới những đường rãnh đó tương phản với vùng bên cạnh. Các hình vẽ Nazca được nhà sử học Pedro de Cieza de León quan sát từ trên các đỉnh đồi từ năm 1547, khi ông đi theo đoàn quân của thực dân Tây Ban Nha. Năm 1920, lần đầu tiên chúng được nhìn từ máy bay trong một chuyến bay thương mại xuyên qua sa mạc Peru. Theo các chuyên gia, người Nazca tạo ra các hình vẽ chỉ với những thiết bị đo đạc đơn giản. Khi thí nghiệm, một đội gồm vài người có thể tái tạo hình vẽ lớn nhất trong vòng 48 giờ. Phần lớn họ cho rằng, có thể các cư dân Nazca đã tiến hành nghi lễ tại các hình vẽ to lớn đó để tạ ơn thần linh và cầu xin nguồn nước sẽ tiếp tục chảy từ dãy Andes. Giả thuyết gây tranh cãi nhất là của Erik von Däniken khi cho rằng các hình vẽ này thực tế là đường băng hạ cánh cho các tàu vũ trụ của người ngoài trái đất. Từ năm 2020 đến 2022, hàng trăm hình vẽ có chiều dài trung bình từ 2 đến 6 mét tiếp tục được phát hiện. Năm 1995, UNESCO công nhận cao nguyên Nazca là một di sản thế giới.